Sau hơn 3 năm hoạt động, Viettravel Airlines lần đầu công bố lãi ròng một quý với hơn 10 tỷ đồng. Nhằm mục đích tri ân khách hàng, Viettravel Airlines dự kiến đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói trong dịp hè 2024. Tham dự hội chợ du lịch quốc tế VITM 2024 với tư cách là thành viên của Viettravel Corporation, tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam, Viettravel Airlines đồng thời công bố mở mùa chương trình khuyến mãi dịp hè năm 2024 với bộ sản phẩm tour ưu đãi tới 30%, bao gồm vé máy bay. Với thông điệp hè vui như hội, gấp bội yêu thương, Viettravel Airlines dự kiến tri ân khách hàng bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4. Du khách sẽ được lựa chọn hơn 20 hành trình du lịch trong nước và 50 hành trình du lịch nước ngoài. Lần này thì chúng tôi đưa ra hàng trăm cái vé khuyến mại đi các hành trình du lịch trong nước, đặc biệt là du lịch Đà Nẵng. Giảm nếu mà mua vé thì du khách sẽ được giảm 10%. Hiện nay du khách mà đăng ký các cái combo của Viettravel Airlines đi Đà Nẵng thì chỉ phải trả 2.650.000 cho cái chi phí hành trình 4 ngày 3 đêm đi du lịch Đà Nẵng. Chúng tôi ra hội chợ lần này thì cũng kỳ vọng là sẽ làm giảm nhiệt cái chi phí vé mà hiện nay thị trường đang nói là cái chi phí giá vé tăng cao, thì chúng tôi mong muốn là du khách có những cái lựa chọn phù hợp, đi những cái thời điểm thích hợp thì vẫn có những cái chi phí giá vé hợp lý. Nhân dịp tham dự hội chợ du lịch quốc tế VITM 2024, đồng thời công bố một mùa chương trình khuyến mãi hè, Viettravel Airlines dự kiến phục vụ khoảng 6.000 lượt khách hàng ghé thăm dân hàng với doanh thu kỳ vọng hơn 15 tỷ đồng. Thời gian khởi hành tour linh hoạt từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 10, giúp du khách có thể thoải mái cân nhắc lựa chọn combo hay gói tour phù hợp cho gia đình và nhóm bạn bè.